Quy xin chào bạn. Quy đang ở nhà của anh Mạnh. Hôm nay được theo hai vợ chồng anh đi coi đổ những cái giếng khổng lồ các bạn. Cũng rất được rất nhiều cá. Đây là cá để dành để cho bữa trưa nay. Đổ giếng đây đủ loại cá bạn. Cá nâu, cá đối, cá trét, cá chim, tôm, cua, ghẹ. Mấy con ngon mình ăn tuy nó nhỏ tuy vậy mà nó mập mập không có trứng như mấy con này ngon mà. Con này này nhìn vậy mà dở hơn này. Con này này ốm nhìn nó to vậy nhưng con này nó mập không có trứng con này có trứng này chưa con này không có trứng mấy con bụng căng gì là ngon hơn mấy con. Mấy bạn nhớ quay lại clip cũ để xem đi thăm giếng nha. Nhìn rất là mê. Đây là một cái loại cá đối khác nữa rồi. Có trứng nha. Trứng nó còn ăn ngon lắm. Măng chi măng để nào chả. Tôm hấp luôn anh. Kho. Tôm kho. Mặt ăn cơm. Chị ốp miếng đường với nước mắm nè bạn. Ram mặn ngọt. Còn ghẹ hấp. Ghẹ luộc. Trời. Cá mặn chị tách xương để cào chả nè bạn. Cá này chỉ có làm chả là ngon nhất ha chị. Đúng rồi. Làm chả cá này là ngon nhất, không có cá nào ngon bằng nó luôn. Dạ. Cả cá khô quá gì, tất tật tật, mọi thứ cá là không có cá nào ngon bằng nó. Dạ. Chả cá chút chị sẽ làm món gì ha chị? Món này tính là mình chiên thì em. Nhà của chị hàng xóm của quá chừng cá nữa rồi. Ôi con cá to kia là cá gì? Cá chẽm. Ồ. Đúng cá chẽm to đúng không ạ? Này là thăm giếng. Cá này chắc cũng khoảng 3 kg ha chị ha. Thì có cá chẽm nè. Cá nâu. Cá nâu to đó. Cá dài dài nè, cá đối. Con này là con cá gì hả chị? Cá cá chét. Cá chét. Chét. Ừ. Con mình không có biết tên. Còn con này là con cá tráp. Cá trèn. Cá trèn đúng không chị? Cá phèn. Cá phèn. Cá phèn. Đọc là hình cá trèn. Cá phèn các bạn. Cá tường. Đây, cá ngát. Chị cho bột ngọt hả mày? Tiêu. Chút tiêu. Cá này chút để chiên thôi. Đường. Thêm đường vô. Muối. Chút xíu muối.
cái cá này mình sẽ nấu ngót ha. Tí nữa mình nấu này. À. Đây có tôm ram, gà, alu. Thì chả cá chiên, còn cái cá này sẽ Thí sẽ nấu ngót rồi. Nấu lẩu chua á hả chị? Không, nấu lẩu à, lẩu cá măng. Lẩu cá măng mà nấu ẩu qua á. À. Ăn ẩu qua. Dạ. Mình cũng nạo ra gì rồi mình nấu với khổ qua. Không có là mình nấu mua một ít xương á. À. Thầm xương mình lấy cái nước mà lấy cả xương mình ăn luôn được. Dạ. Không có là mình viên tròn nên nấu gia vị đầy đủ và xong là mình cho lên cái bếp ga nhỏ đó mình thả cá vô. À. Mình ăn cái nào mình thả đó. Ừ, đúng. Mình dạ. Ăn giống y như lẩu trên cái bờ vậy. Dạ. Y như lẩu cá. Xong mình thả cá măng vô, à, thả cái gì ẩu qua. Yeah. Ai ăn ẩu qua ăn, mà ăn đầy nước. Thì thấy chứ. Dưới rồi. Cái cá này ăn nó dai đó, nó yeah. Dai nhưng mà cái này là thì trộn vào mất một ít thịt rồi, chứ còn bún của nó là nó dai ngằng à. Yeah. À, nó dai đó. Nạo như vậy, à. Đánh vảy, đánh đầu, đánh đuôi đi rồi lấy hết ba cái cân máu đi. À. Cứ có gom á. Gom thì một ký hơn một ký xong cái lại gửi về với một tàu cho bà nội lại làm cho mấy đứa cháu ăn. À, gửi gì? Gửi về đưa về. Dạ. Hôm qua cũng đưa về một ít thôi đó. Dạ. Tại vì cái cá này mấy đứa nhà nó cũng kém ăn đấy. Dạ. Ba cái cá này nó đâu có ăn đâu. Về bà nội làm cho nó ăn. Cá này nạo ra về phải bán từ 300 ngàn ký. Nếu mà cá nguyên chất không? Dạ. 300. Dạ. Thì bỏ muối là 100 ngàn này đó. Mỗi nó lấy cá nguyên con này là 100 rồi. Dạ. Mà một ký của nó là chỉ nạo được có nửa ký thôi. Dạ, nửa ký chả. Đúng rồi, nửa ký thôi. Nhưng mà phải bán 300. Dạ. Đặt 250 em đâu làm. Dạ. Đặt 250 ký. Nằm cực cái màu. Bạn thấy cái nồi nó mặn quá chừng đủ thứ hải sản, cá nâu, cá đối, mực. Tôm có đầy đủ các hải sản các bạn ha, tôm ram, chả cá măng, thì nấu ngót hải sản, ghẹ luộc. Thank you.
có gì không? Cơm nữa hả? Ủa sao không nhậu đi nãy ạ? Dạ dạ, không em nhậu dễ. Trời ơi, chắc thằng nào bếp nó mua cá à? Lấy 1 cộng với 3 em rửa thôi. Dạ? Lấy 1 cộng với 3 em rửa thôi. 3 rửa 1 ký. 3 em rửa 1 ký rồi con cho con nha. Không, phải 5, 6 lát. Không lát. Gạch đẩy ra ngoài ngoài. Đẩy vô mà. Bạch có tí yếm dầu đỏ không? Nhìn nó cuồng rồi. Bạch không bỏ. Đừng đói nó bị nòng dây. Nó cua, ấm nắng nó cua. Nó nòng dây. Đây có gì kiếm, có gì kiếm nhỏ. Sát ra tí. Dạ được nha. Một chậu hay là một cái không, mấy cái à mấy cái được cái được con mấy cái được à. Nó chém chắc anh vừa lỗ xuống anh không chém lại rồi.